Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Mai đi chợ trời ở gần nhà cô chồng của Mai đó. Cái chợ trời rất là nhỏ để mua đồ chuẩn bị cho khách. Thì hôm nay Mai xin quay lại để Mai chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn một chút về cái chợ trời nho nhỏ xinh xinh ở đây như thế nào nhé. Thế mọi người đi chợ, các cụ đi chợ xách cái làn đó, giống y như kiểu ở Việt Nam thời xưa ấy, rất là hay. Ngoài kia có hai bác đi bộ nè, đi chợ về xong hai vợ chồng cùng nhau đi bộ, rất là hay nhá. Đây là họ có một cái mương, cũng trồng súng nhá, hoa súng này, giống ở Việt Nam không? Những cái thành này đấy họ sẽ trồng hoa, trông rất xinh xinh. Đây là các cụ già này đi chợ nè, cầm xe kéo đi mua. Người thì về gặp nhau tại vì họ rất thân thiện. Đây là đi vào tới cổng chợ này đó. Ai tới chợ cũng cầm một cái túi. Cổng chợ thì bán rất là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Ở đây thì họ bán như kiểu là mật ong, những cái kẹo làm mật ong ấy, giống như làm thuốc á, dược phẩm. Bên đây thì có một cái cửa hàng rau củ quả như là chuối này, mơ lông sơ ghi, dâu tây đầy đủ. Bên đây thì có một cái hàng thịt, rất là nhiều người đứng xếp hàng này. Ở ngoài chợ trời thì cũng có người bán có người bán đệm này, nhưng mà thật sự Mai không bao giờ Mai nghĩ Mai mua đệm ở đây. Trong khu này có bạn của Mai. Mai vào Mai chào cái bạn của Mai bán cà phê ở đây nhá. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va bien et toi? Je crois que c'est pas intéressant. Mais... Je prends du. Định quay một vòng chợ cho cả nhà xem nhưng cùng mình gặp người bạn bán cà phê bên trong ấy, đứng buôn chuyện với bạn nửa tiếng đồng hồ. Bạn ấy cũng kể về sinh nhật của ông xã, bạn bảo là có người khách quen của bạn ấy là kêu là đến đây sinh nhật, mà bạn hỏi sinh nhật ai, sinh nhật đúng ông xã của Mai thì chỉ bạn ấy cũng là bạn của ông xã Mai đó. Ok, bây giờ thì Mai tới chỗ mua gà rồi, Mai phải đến sớm không sợ đó, người ta bán hết không còn. Bonjour. Gà của Mai đấy, đặc biệt đấy. Mai phải lấy là bằng cân nhau nhá, chuẩn nhá. Thô ta. Thô ta. Oui. Vừa Mai trêu là anh ấy trêu là đừng có phim anh bảo đẹp trai mà sợ gì. Hay chị kia bảo chứ cô chỉ nói như vậy cho video thôi mà không. Anh đẹp trai thật, thế là anh sướng anh cười. Anh ở cô đang dịch lại đó. Ça c'est bon poulet. Pour vous c'était. Ở Pháp ấy, gà thì họ sẽ một là bán cả nguyên con như này, hai đấy là họ sẽ cắt ra, họ bán từng phần một. Nhưng mà đặc biệt chân hay đầu cổ cánh ấy, chân hay đầu cổ đó, và xương thì họ bỏ, họ chỉ có bán đùi này, ức gà này, cánh gà này, mề và tim gan gà thôi. Đó. Thì mỗi một lần Mai mua đó thì bao giờ Mai cũng xin một vài bộ xương gà để Mai làm sốt. Bao giờ đến đây mua gà đó thì Mai cũng xin thêm xương, xin thêm mấy bộ xương để làm sốt và Mai để về nhà nấu phở ăn đó. Xương gà thì rất là ngon. Và Mai xin về Mai cho bạn của Mai nữa, tại vì gà rất là ngon, chứ không phải là gà siêu thị mà gà người ta là gà trang trại. Merci.
Đến đây mua gà đấy thì bắt buộc phải trả bằng sách hay trả bằng tiền mặt. Anh ấy không có nhận thẻ, nên nếu mà mình không có tiền cầm tiền mặt đó và không cầm sách đến đây á là không mua được gà đâu. Merci. Voilà, merci. Ça s'est bien passé votre anniversaire? Oui, très très bien. Merci madame. Đó, tất cả gà ở đây là tất cả là gà chạy bộ nha, gà The Farm đó. À, cả nhà thấy không? Chỉ có cái đùi mà họ đã bán giá 16 đồng này. Còn đâu là cái thịt gà trắng ấy là 23 đồng. Những cái Tegin The Poulet này cũng họ tự làm nhá. Chỉ có những cái tim gan đấy mà họ cũng bán 9 đồng một cân đó. Cho nên là nếu mà mình mua ở chợ đấy thì ức gà nó chỉ khoảng cỡ 10 đồng cho đến 13 đồng là đấy ở siêu thị đấy. Nhưng ở đây tới 23 đồng thì mọi người biết rằng gà ở đây rất là ngon và chất lượng như nào. Ok, merci beaucoup. Merci. Alain de Pochen. Oui, au revoir, merci. Đó, sau khi mua gà xong ấy thì Mai sẽ đi một vòng chợ giới thiệu cho cô chú anh chị các bạn. Chợ trời đây thì họ cũng bán quần áo đó, nhưng mà chắc chắn là đồ này thì họ Mai tính là họ lấy từ ở Trung Quốc sang á. Nhưng mà họ sẽ có cái chỗ giao để họ bán. Bao giờ chợ nào thì cũng có một người Việt bán hàng. Đây là anh người Việt bạn của Mai. Chắc là anh ấy đang bán hàng ấy, Mai không có quay. Bonjour anh. Ở đây thì họ bán tất nè, bán tất cả đồ chơi. Đi một vòng một cái đã hết chợ rồi. Góc kia thì cũng có một người bán thịt nữa này. Em đi một vòng quay lại nhé. Bonjour đâu. Và vừa bán hàng và vừa gì nhỉ, vừa đan, rất là yêu nghề. Đây thì có một cái chỗ cũng lại bán thịt, đầu chợ có một người bán thịt lợn, thịt bò. Đó, ở đây bán thịt mà lợn là người ta nuôi được ấy nhá, chứ không phải là lợn mua đâu đó. Cả nhà có thể thấy là Pork the Family. Đó, có nghĩa là lợn người ta tự nuôi á, rất là ngon. Gà chạy bộ thì có nghĩa là lợn cũng chạy bộ đấy. Merci. Merci. Ở cuối chợ thì có người bán là fromage. Họ bán là fromage. Bonjour monsieur. Đây thì cũng có một hàng thịt nữa. Hàng thịt gà này thì Mai chưa bao giờ mua, mà Mai mua toàn của ông khách kia thôi. Đó, cả nhà thấy không? Cuối chợ gì kìa. Có cái bán cuối chợ bên đây thì cũng có một người bán rau củ quả. Đầu chợ và cuối chợ thì cũng có. Đó, cái chợ ở chỗ Mai nhỏ xíu à, đi một vòng là hết. Bên đây cũng có người bán quần áo nữa này. Nhưng mà Mai thấy rất là đắt nhá. Cũng 20 đồng một cái đó, đâu có rẻ đâu. Đó, 15 đồng một cái quần mà thấy 400 ngàn mà Mai đây thấy đâu có đẹp đâu. Chất vải Mai cũng không thích. Đây này, cái áo đơn giản cũng 15 đồng. Đôi khi 15 đồng Mai mua hàng đẹp mà người ta khuyến mại đó. Vẫn hơn đây có một cái chợ. Cái chỗ họ bán nón, bán mũ 10 đồng một cái. Đây đây, anh bạn của Mai đây. Ông chủ lớn đây. Xin chào ông chủ lớn. Em khỏe. Đây anh bạn của Mai đây. Anh tên là anh Hiên nhá. Đẹp trai dễ thương, có vợ con rồi. Được gọi hỏi Mai là tại vì nhiều người hỏi Mai độc thân hay không đó. Mà em phải giới thiệu anh đàng hoàng. À, anh ấy kêu Mai làm YouTube hả? Mai bảo anh ở nghèo quá phải làm YouTube thôi, kiếm tiền thôi. Anh bảo anh đang tính làm YouTube đây. Anh làm đi. Hai anh em mình bán hàng cho hợp cả. Ok, Mai dừng máy quay, Mai nói chuyện anh một chút. Anh nói gì? Chào khán giả nha. Chào khán giả, chào khán giả. Ủng hộ Mai hết lòng. Anh ấy thương Mai, anh bảo chúc em về thì có nhiều khán giả nhé. Bảo anh nói gì, anh nói lại là khán giả anh thương Mai nhé. Tại vì anh ấy bảo Mai còn nghèo lắm, chưa được như anh. Đâu có nghèo giàu vậy. Trời, không chắc em nghèo không. Em làm YouTube gì là khán giả thích, yêu là người ta vô cầm dần ta coi. Như anh thì thôi, cũng chiều vô bấm mà coi. Ok, cảm ơn anh. Đây là fan trung thành của Mai, rất là nhiệt tình ủng hộ nhá. Anh bảo anh còn để cả quảng cáo để cho Mai có tiền nữa. Thương ơi thương. Em chào anh. Bye. Vâng. Đó, bây giờ anh ấy nhàn rồi, có con gái ra phụ rồi. Anh chỉ ra anh ấy dạy chỉ huy con gái, dạy con gái thôi. Ok, cái chợ đây rất là nhỏ, chỉ đi một vòng là xong. Đúng chưa? Đây này, cái bác này bác đã bán giá ớt đó. Giá ớt tự làm đó. Bên đây thì họ bán tất cả các đồ như là hôm trước họ đây họ bán tất cả cái đồ như kiểu là kéo này, chỉ, vải, kim, chung là như vậy đấy. Còn đây cũng có một bác bán đồ fromage. Bây giờ là 12 giờ trưa rồi, giờ họ dọn đồ rồi đó.
Bạn của Mai chuẩn bị dọn đồ kìa, kêu vào mua kêu vào mua chè trà uống mà Mai nói chuyện quá, bây giờ quay lại bạn dọn đồ rồi. Đây Mai này vừa tới đầu chợ này, có một cái cửa hàng đầu chợ. Đó, khi mà xong chợ đấy thì họ sẽ ra, họ mở cái hàng rào mà họ để ngăn ở cổng chợ lại để không cho xe không có xe cho xe ra vào ấy, dành riêng cho người ta bán hàng ở chợ và những người đi chợ. Ok, thì Mai chỉ muốn chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn hiểu một chút về cái chợ trời ở Pháp. Mà đây là chợ phiên nhé, họ chỉ mở một ngày trong một tuần thôi và mở một chút sáng thôi, mở xong rồi chút nữa họ dọn dẹp sạch sẽ như chưa bao giờ mở chợ đấy. Và Mai rất thích món gà đây, tại vì Mai đặt gà trang trại của họ đó, thì cứ hôm nào mà họ bán ở chợ thì Mai ở gần nhà Mai mà, thì Mai ra mua. Còn hôm nào mà nó không có sát ngày đó thì Mai phải tới tận trang trại của họ mua. Ok, Mai đã đi tới xe rồi, cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai chia sẻ thì hãy cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.